Con kính thưa đại chúng, thưa sư ông là con có cơ hội hàng tuần con đang làm ở vườn quốc gia mà Cát Tiên là một trong những vườn quốc gia mà lớn của Việt Nam và cũng được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới với là khu có vùng đất ngập nước quan trọng rộng thế giới và cũng đang được chính phủ đề nghị là UNESCO công nhận là di sản thế giới thiên nhiên cũng như văn hóa. Và con đang công tác về mạng giáo dục môi trường ở cho các trường học cũng như cộng đồng ở xung quanh. Và con có cơ hội là hàng tuần, hàng tháng con có những cái nói chuyện về vấn đề giáo dục môi trường nói chung và đạo đức môi trường nói riêng. Thì con cũng kính thưa sư ông là đây cái dịp để sư ông có thể soi sáng và giúp cho con thêm có thêm những cái phương pháp cũng như là những cái kinh nghiệm thiết thực trong cái tuệ giác của đạo Phật để giúp mà đưa cái tuệ giác này vào trong trường học, đặc biệt là trường học cấp 2, cấp 3 ở cái khu mà xung quanh vườn quốc gia Cát Tiên cũng như là cộng đồng xung quanh. Con cảm ơn sư ông nhiều. Có ai hiểu gì không? Nói chậm chậm, nó ngắn lại. Con xin thưa là con sẽ nói chậm lại. Thưa sư ông là con đang công tác về mảng giáo dục môi trường trong trường học ở vườn quốc gia Cát Tiên cũng như là ở cộng đồng xung quanh. Con đang làm công tác là giáo dục môi trường ạ. Cái máy đó nghe không có rõ. Bây giờ thầy Trung Hải lặp lại câu hỏi đi bằng tiếng Huế đi. Anh đây là một người đang làm công tác giáo dục môi trường ở vườn quốc gia Cát Tiên và anh đang muốn đem thực tập mà anh học ở đây và cái thực tập của mình những cái sông dạy áp dụng và phổ biến trong các trường học cấp 2 và cấp 3 và những cộng đồng dân cư xung quanh chỗ anh ở. Và anh ở và làm việc và anh hỏi sư ông là làm thế nào để mà có thể chia sẻ và phổ biến được những cái thực tập này trong cộng đồng làm việc và sống của anh và trong các trường học cấp 2, cấp 3. Dạ đúng ạ, coi như thêm là cái tuệ giác của đạo Phật về môi trường ạ. Nó có cái liên hệ mật thiết giữa con người với những cái loài khác, những cái loài động vật, thực vật và khoáng vật. Và tại vì con người nó phát sinh từ các loài khác. Trong lịch sử của sự sống đó, thì con người xuất hiện rất là trễ trên trái đất. Trước hết là loài thảo mộc, rồi mới tới các loài động vật khác, rồi cuối cùng mới có loài người xuất hiện rất là trễ trên trái đất. Vậy cho nên cái gốc của loài người nó nằm ở các loài động vật khác, đó là các loài thực vật khác và các loài khoáng chất. Và nếu mình không có bảo hộ cái môi trường, tức là nếu mình không có bảo hộ các loài động vật khác, mình không có bảo hộ các loài thực vật, mình tàn phá sự sống của các loài động vật, mình làm cho tụi nó diệt chúng, mình tàn phá rừng, mình tàn phá cây cối, mình sử dụng toàn là xi măng không,
rồi mình làm cho ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất đá, thì mình làm hư cái nền tảng của chính mình. Tại nền tảng của con người là ở động vật, thực vật và khoáng vật. Và nếu mà mình làm hư cái nền tảng của mình thì mai mốt mình cũng sẽ tiêu luôn. Cho nên bảo hộ môi trường, bảo hộ sinh môi, tức là bản bảo vệ con người. Đó là cái thấy rất là sâu. Ở trong kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật thì Đức Thế Tôn có nói là có bốn cái ý niệm mà mình phải chuyển hóa. Đó là ý niệm về ngã, về con người, về chúng sanh và về thọ mạng. Cái ý niệm về ngã là một ý niệm rất là nguy hiểm. Nó chia cách giữa mình với người khác. Ví dụ như là cha mình với mình đó. Thật ra không phải là hai người khác nhau. Mình là sự tiếp nối của cha mình. Và trong mình có cha mình. Thành ra mình nghĩ rằng mình là một người khác và cha mình là một hoàn toàn một người khác. Không có đúng. Mình là một người khác và cha mình hoàn toàn là một người khác. Không phải đúng. Không phải là hai đâu. Nó là sự tiếp nối lẫn nhau. Như là cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Mình tách rời cái hạt bắp, cho hạt bắp là cái khác, còn cái bắp non là cái khác là không đúng. Vì vậy cho nên cái ý niệm ngã nó sai, phải lấy ra. Và cái ý niệm thứ hai là yếu niệm con người, yếu niệm nhân. Con người được làm bằng những cái yếu tố không phải con người, đó là các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Mình đừng có tưởng là con người có thể sống được nếu mà không có các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Vì vậy cho nên con người khôn khéo thì phải bảo hộ các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Vì vậy cho nên kinh Kim Cương là một kinh rất là xưa, dạy về môi trường, dạy về sự bảo hộ sinh môi. Một cái văn bản xưa nhất của nền văn học thế giới dạy về sự bảo vệ môi trường và sinh môi rất là hay. Mà người Việt chúng ta ý thức về bảo hộ sinh môi còn thấp lắm. Tôi đi xe hơi tôi thấy bao ni lông vứt đầy hết. Và tôi thấy là mình khai thác rừng đốn phá cây quá nhiều. Mình làm ô nhiễm sông hồ của mình quá nhiều. Như vậy là mình tự tử đó. Con người tự tử trong khi làm những điều như vậy. Tự tử một cách từ từ. Tại vì nếu mà các loài bị diệt chủng, sông hồ bị ô nhiễm, cây cỏ bị đốt hết, bị tàn phá, thì con người không có thể sống được lâu đâu. Thì sinh thái, bảo hộ sinh môi là công việc của tất cả mọi người. Vì vậy cho nên trong các gia đình, cha mẹ phải nói chuyện với các con về bảo vệ sinh môi, tức là môi trường của sự sống. Trong trường học, các thầy giáo, cô giáo phải nói chuyện với các học trò của mình về công tác bảo hộ sinh môi. Và trong khu phố, mình phải có những buổi họp. Trong thôn làng, mình phải có những buổi họp để giáo dục về sinh môi. Tại vì ý thức về sinh môi của người Việt còn thấp lắm. Nếu quý vị đi qua bên Đức, thì quý vị sẽ thấy rằng ở bên Đức các thành phố rất là sạch. Và bắt đầu họ không có dùng bao ni lông nữa. Tại bao ni lông á, nó chuyển hóa, nó trở về chất hữu cơ rất là lâu. Có khi cả trăm năm. Bây giờ họ đi chợ, họ xách một cái túi vải thôi. Họ không dùng bao ni lông nữa. Và vì vậy cho nên khi mình ăn cơm, mình dùng những cái chén, những cái dĩa bằng plastic, cái đó không có tốt. Mình làm bằng, mình sẽ dùng chén bát bằng sành, bằng đất nung. Và khi mà
Khi mà dơ thì mình đem rửa, tốt hơn là mình sử dụng những cái bằng plastic. Và vì vậy cho nên ở trên thế giới có những nước mà ý thức bảo hộ sinh môi rất là cao, như bên nước Đức chẳng hạn. Và chuyến về trước cũng như chuyến về này, tôi thấy cái ý thức về môi trường và sinh môi của dân mình đang còn rất là thấp. Mình chưa có đủ tinh thần trách nhiệm. Cho nên tôi kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh, các thầy giáo, các cô giáo, các vị ở trong ban Ủy ban Nhân dân, các vị ở trong Quốc hội, các vị lãnh đạo trong đảng, trong nhà nước, mỗi người phải đóng góp cái phần mình để nâng cao cái ý thức về sinh môi. Chúng ta hiện bây giờ đang cố gắng duy trì một số những cái lâm viên quốc gia để bảo tồn cái sinh môi, như là Cúc Phương, v.v. Cái đó rất là tốt. Và khi mà có những dự án phóng xa lộ đi ngang qua những cái đó, chúng ta phải chống lại, chúng ta phải tranh đấu để mà bảo hộ cái sinh môi. Ở các nước như nước Pháp, nước Đức, nước Anh, người ta bảo hộ sinh môi nhiều lắm. Người ta bảo hộ các loài động vật nhiều lắm. Bên Anh có một cái hội mà chuyên môn bảo hộ cho thú vật. Tại vì thú vật đau khổ nhiều lắm, bị lợi dụng, bị tàn sát, bị đem ra làm vật thí nghiệm rất là nhiều. Nó có một mặt trận giải phóng thú vật, là Animal Liberation Front. Và mình nghe được cái tiếng đau thương của các loài thú vật. Và đất nước mình nó có gốc gác Phật giáo. Ngày xưa tổ tiên mình đã xây dựng đất nước trên nền tảng của từ bi của Đạo Phật. Vậy mà bây giờ mình không có làm được như các nước Âu Châu thì rất là dở. Vì vậy cho nên người Phật tử phải đóng góp thật nhiều trong cái công tác giáo dục, nâng cao cái ý thức về môi sinh. Câu hỏi kế. Thôi ngắn gọn là hay lắm á. Dạ kính bạch sư ông, con chỉ muốn xin hỏi là ở đây sư ông có nhận người xuất gia lớn tuổi hay không? Bởi vì con thấy hầu hết ở đây là trẻ tuổi. Và con cũng hỏi thăm ở đây thì có mấy vị nói rằng là thầy chỉ nhận là dưới 30 tuổi. Con thì có ý nguyện xuất gia đã lâu rồi. Và hôm nay thì sư phụ của con cũng bảo con là hãy đi tìm nơi để thuận duyên mà ở. Con đến đây thì con cũng muốn ở lại đây, nhưng mà con nghe nói ở đây không có nhận người lớn tuổi, không xin hỏi thầy được hết. Câu trả lời của tôi cũng là ngắn gọn lắm. Tức là mỗi địa phương có cái quy luật riêng của địa phương đó. Thành muốn xuất gia ở đây thì phải hỏi các thầy, các sư cô chịu trách nhiệm ở đây. Có chỗ họ cho tới cái mức tối đa là 40 tuổi. Nhưng mà ở tu viện Bát Nhã hình như là ít hơn. Thành ra quý vị phải hỏi các thầy viện chủ, các thầy giáo thọ, các sư cô giáo thọ ở đây để biết rõ chi tiết. Tôi không có muốn trả lời thay cho họ. Tôi hay bị mềm lòng á. Thành trả lời không có tốt. Kính bạch thầy, con có một con trai đang yêu một cô gái theo đạo Công giáo. Gia đình và cả họ hàng ai cũng phản đối,
cháu buồn chán, bi quan, không thiết sống nữa. Bây giờ con phải làm sao đây? Câu hỏi như vậy nhiều lắm. Con lớn lên trong một gia đình thuộc Đạo Phật. Hiện nay con thương một người khác đạo. Hai đứa con thật lòng thương nhau, nhưng vì khác đạo nên gia đình anh ấy không chấp thuận cho tụi con đến với nhau. Vì vậy chúng con đang đau khổ, không biết phải làm sao cho gia đình anh hiểu và chấp thuận. Con không biết mình phải theo đạo của anh thì con có bị mắc vào cái tội phản bội tâm linh và tổ tiên của mình hay không? Mình sống với một người cố chấp ấy, thì khó lắm. Cái gia đình kia sẽ là gia đình bên chồng của mình hay là bên vợ của mình. Và mình sẽ phải có liên hệ suốt đời với cái gia đình đó. Mà nếu họ cố chấp ấy, thì mình sẽ đau khổ dài dài. Tại vì ảnh đâu phải một mình đâu. Ảnh có cả gia đình của ảnh nữa. Và mình thương ảnh, mình phải thương cả cái gia đình của ảnh. Mà nếu gia đình họ cố chấp quá đó, mà mình ở trong cái truyền thống cởi mở thì sợ mình chịu không nổi. Cái nguyên tắc là phải chấp nhận nhau. Bên này chấp nhận bên kia chấp nhận bên này. Khi mình thương một người Công giáo thì mình không có bắt người Công giáo đó phải bỏ đạo để theo Đạo Phật. Anh có thể tiếp tục là người Công giáo được, em chấp nhận. Nhưng mà nếu mà anh thực sự thương em á, thì anh cũng phải học về Đạo Phật. Tại vì đó là đạo của em. Anh giữ cái đạo của anh, nhưng mà anh cũng nên học để biết sơ qua cái đạo của em. Và em cũng sẽ học để biết sơ qua cái đạo của anh. Và ngày Chủ nhật á, hai đứa mình có thể đi nhà thờ chung. Nhưng mà ngày rằm á, anh cũng phải đi chùa với em chung. Cái đó là nó phải chăng, có phải vậy không? Và khi mà con sinh ra đó, thì cho nó có đủ hai gốc rễ cho nó tự do. Tại vì người Công giáo, người Tin lành, người Do Thái ở Tây Phương đó, họ tới học với thầy nhiều lắm, họ rất là hạnh phúc. Và thầy luôn luôn khuyên họ đừng có bỏ cái gốc của họ. Nếu là mình là người Do Thái thì mình cứ giữ cái gốc Do Thái. Nếu mình là người Tin lành thì giữ cái gốc Tin lành. Mình là người Công giáo thì giữ gốc Công giáo và học và tu tập Đạo Phật đi. Rồi mình sẽ có một cái nhìn sâu hơn, rộng hơn, thoáng hơn về cái đạo gốc của mình. Và vì vậy cho nên ở bên làng Mai á, 90% những người tới tu học đều là người có gốc cơ Công giáo, Tin lành và Do Thái giáo. Bên đó làm gì có sẵn Phật tử. Đó là một cái vùng văn hóa Thiên Chúa giáo mà, Do Thái giáo. Nhưng mà họ học hỏi và thực tập theo Đạo Phật thì họ chuyển hóa được những khổ đau của họ. Và họ trở thành cởi mở
và họ về họ làm cho cái truyền thống của họ cởi mở thêm, không có độc đoán, không có cứng nhắc như là trước. Và trong một cái buổi hội thảo ở tại Hán Thành, Nam Hàn, đó là buổi hội thảo đầu tiên giữa Phật giáo và Tin Lành và Cơ Đốc giáo ở tại Triều Tiên. Thì tôi có đưa ra một cái giải pháp, tại bên đó họ cũng đau khổ vậy. Một người Phật tử với một người Tin Lành, một người Công giáo. Tôi đưa ra giải pháp. Tôi nói rằng cái giải pháp của tôi đưa ra đó, nếu mà quý vị có được 100 năm để mà chấp nhận, thì 100 năm đó không phải là dài đâu. Tại con cháu chúng ta đã khổ đau cả ngàn năm nay rồi. Mà nếu cần 100 năm để đi tới cái quyết định này thì cũng đáng. Là tôi đưa đề nghị là người nào giữ đạo của người đó, nhưng mà người này phải học thêm cái đạo của người kia. Và thay vì có một gốc rễ, mình có hai gốc rễ, mình giàu có hơn. Tại vì trong đạo Công giáo nó cũng có những cái hay, và trong đạo Phật cũng có cái hay. Thì mình là người Công giáo, mình học đạo Phật, mình học được những cái hay trong đạo Phật, và mình thấy rõ cái Công giáo của mình hơn. Mình là người đạo Phật, mình giữ đạo Phật của mình, nhưng mình cũng nên học về Cơ Đốc giáo, tại vì trong Cơ Đốc giáo cũng có cái hay. Và khi mình tiếp xúc với Cơ Đốc giáo, mình so sánh, mình hiểu được cái đạo Phật của mình nhiều hơn. Thành ra khi đi chùa, đi cả hai đứa. Khi đi nhà thờ cũng đi hai đứa. Và không có cái ranh giới, không có cái cố chấp nữa. Còn nếu không thì mình sẽ khổ đau suốt đời. Và khi mà con sanh ra thì cho nó tự do và khuyên nó nên có hai gốc rễ. Thì lúc đó thế giới sẽ có hòa bình. Tại vì các tôn giáo mà chống đối lẫn nhau đưa tới chiến tranh đau khổ rất là nhiều. Như những chống đối giữa đạo Hồi với là đạo Ấn Độ giáo. Như là sự chống đối giữa Cơ Đốc và Tin Lành, Do Thái và Hồi giáo, chiến tranh rất là đau khổ. Mà đạo Phật là một đạo rất là cởi mở. Ngày xưa năm 1962, tôi có một cô đệ tử làm việc trong Viện Đạo Vạn Hạnh. Cô lỡ yêu một người Công giáo, một anh chàng Công giáo.